Trước mặt các bạn là chiếc Exciter 150 màu đỏ đen. Về tổng thể thì giá của nó hiện tại là 47.500.000 đồng. Xe này là xe phía sau yên này là đã được thay kiểu mới, lắp lại cho nó thu gọn lại, không phải phình ra. Giá của cái này là 70.000 đồng, các bạn có thể mua tại các đại lý. Tiếp theo là hai cặp gương thì đã được thay bằng kiểu gương xịt tinh dầu nhỏ gọn thế này. Đây bên này là đã được bịt lại với giá là 10.000 đồng và cái này 200.000 đấy, các bạn có thể mua nhưng mà đừng mua kiểu này nhá, đụng hàng với mình. Ngoài đường thì có rất là nhiều màu, màu xanh với lại màu trắng rồi, cho nên là giờ chỉ có màu đen với màu đỏ thôi, là rất ít người và đây là rất là ngầu, dành cho dân chơi, tức là đồ sộ hầm hố.